Mình mời mấy bạn ngắm thử cây lan ngọc điểm của mình ha. Cái cây này là mình trồng được một khoảng thời gian, mua từ cây con trên mạng, giống như cái video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Thì nếu mấy bạn yêu cái dòng lan ngọc điểm này, mấy bạn ở nhà mấy bạn mà có trồng cái dòng lan ngọc điểm này á, mấy một là mấy bạn trồng trong chậu, hai là mấy bạn ghép vào gỗ hay là ghép vào lũa, thì mấy bạn có thể so sánh thử những cây lan ở nhà mình nha các bạn, hoặc là điển hình như hai cây lan này của mình trồng cùng một lúc và mua cùng một một size size cây á, thì như mấy bạn cũng thấy rất là rõ ràng là cây lan trồng trong chậu này nó phát triển tốt và mạnh hơn cây lan ghép trong gỗ này. Vậy thì trồng trong chậu này chăm sóc như thế nào và ghép vào gỗ thì chăm sóc như thế nào, tưới nước như thế nào, bón phân như thế nào, nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Hôm nay mình của phần của mình có chút kinh nghiệm nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn khắc phục cái tình trạng mà hai cái cây cùng một thời điểm mà nó phát triển không đồng đều ha. Đặc biệt là các bạn trồng lan trên ban công hoặc là trên sân thượng thì sẽ khắc phục được, giúp cho những cái lan của mình nó phát triển tốt hơn. Đây các bạn, đây là một cái cây lan ngọc điểm con mà mình đã chăm sóc được một khoảng thời gian ha. Thì như mấy bạn cũng thấy nó đã lên được 5 cặp lá, 1 2 3 4 và 5 cặp lá ha. Chứ vài chiếc lá thì rất là dài. Nè, nó dài gần bằng ngón tay của mình luôn nha các bạn. Để mình cho mấy bạn xem cái bộ rễ của nó ha. Đây. Rễ nó đang phát triển rất là tốt. Những chiếc rễ non lú ra. Và chiếc lá thì cực kỳ mập và cứng cáp. Hay, của chúng thuật mình xin chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay của chúng thuật mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm thực tế của mình đã trồng và áp dụng trên những cái lan ngọc điểm này của mình. Như các bạn cũng thấy mình có đem xuống 4 chậu ha, hai chậu phía trên là mình ghép vào gỗ uống sữa. Bốn cái chậu này nó có cái điểm giống nhau là mình đều mua từ cây con và mua cùng một lúc và chăm sóc cùng cùng với một cái chế độ, nhưng mà nó có một cái điểm khác nhau rất rất lớn. Các bạn cũng thấy nè, hai cái cây lan ngọc điểm mà mình ghép vào gỗ uống sữa đó, tuy là nó vẫn đang phát triển rất tốt nhưng mà nó không phát triển tốt mạnh bằng hai cái chậu phía đây. Các bạn thấy rõ không? Thì quyển thuật mình sẽ chia sẻ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách mà chăm sóc đối với những cái cây lan dễ gió, ngọc điểm hay là hoa nhạn mà mấy bạn trồng và ghép vào chậu như thế này á, thì chúng ta sẽ có một cái chế độ chăm sóc cũng như cái chế độ bón phân khác đối với so khác so với những cái cây mà chúng ta các bạn ghép vào gỗ nha các bạn. Ghép vào gỗ gỗ thì có nhiều loại, vú sữa hay là gỗ lũa gì đó, thì nó sẽ có chế độ chăm sóc bón phân và tưới nước khác nhau. Tại vì sao? Thì mấy bạn mình mời bạn xem hết video của mình để chúng ta nắm rõ hơn để chăm sóc thì những cái lan của mình nó tốt hơn nha. Thì như mấy bạn cũng biết, những cái lan mà đơn thân dễ gió thì nó cần cái lượng lượng thông thoáng của cái môi trường sống và cái lượng nước tưới, đặc biệt là cái hơi ẩm trong không khí rất là nhiều. Đây là một cái chậu mà mình đã trồng trong trong một hai cây lan mà mình đã trồng trong một cái chậu. Tại lý do tại sao nó tốt hơn, tại vì cái này á, nếu mà chúng ta chăm sóc đúng cách á, thì đối với những cây lan mà ngọc điểm như thế này, chúng ta trồng trong những cái giá hệ, đặc biệt là trong những cái chậu như thế này, thì nếu được thì mấy bạn sẽ tưới một ngày khoảng 3 lần cho mình. Khi mà những cái giá, khi mà cái bộ rễ của nó vừa khô khoảng 3 đến 4 tiếng thì chúng ta tưới một lần. Điều đó sẽ giúp cho cái tăng cái độ ẩm trong cái tăng cái độ ẩm trong cái môi trường sống cũng như cái bộ rễ nó hút được nhiều nước hơn. Đặc biệt là các bạn trồng trên trên ban công hoặc là trên sân thượng đó các bạn, thì điều đó nó sẽ giúp cho cái bộ cái rễ lan của chúng ta đầy đủ hơi nước. Tại vì như bạn cũng biết thì ở trên ban công hoặc là trên sân thượng thì nó có rất là nhiều, nó có rất rất nhiều gió, nhưng mà đặc biệt là nó rất là khô và không có cái độ ẩm, thì chúng ta phải tăng cường cái lượng nước tưới cho cái lan của mình. Thì cách tưới nước tốt nhất là đối với những cái lan trồng trong chậu như thế này, thì mấy bạn sẽ độn thêm những cái mà vỏ dừa hoặc là dông rừng để nó tăng cái độ ẩm, hút nước khi chúng ta tưới cho cây lan, thì lúc đó nó sẽ tăng được cái lượng nước cho gốc gốc lan của mình ha. Nhưng mà tại sao một cái cây lan cũng mình cũng chăm sóc giống như cái chậu này nhưng mà mình ghép vào gỗ thì nó lại không tốt bằng bằng một cái cây mà mình trồng trong cái chậu này? Tại vì đối với khi mấy bạn ghép vào một cái cây vào gỗ hoặc là vào lũa, thì khi mấy bạn tưới nước nó rất là mau khô hơn cái chậu này rất là nhiều. Tại vì chúng ta không thể nào chiêm
rất khó chiêm những cái rong rừng, những cái hút ẩm ở phía dưới đây. Mấy bạn thử để ý khi mà mình những cái cây mà mấy bạn những cái lan mà mấy bạn ghép vào vào lũa á, mấy bạn tưới nước thì sau khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì những cái gỗ này nó đã trở nên khô rồi, và khoảng là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là những cái rễ này nó lại tiếp tục khô. Điều đó nó làm cho cây lan của mình bị thiếu nước rất là nhiều. Vì vậy nếu mà mấy bạn trồng vào ghép vào gỗ hoặc là ghép vào lũa thì mấy bạn tốt nhất nếu được thì mấy bạn sẽ tưới nước khoảng 2 tiếng tưới một lần cho mình. Nói đến đây thì mấy bạn nói thời gian đâu mà tưới, ai mà rảnh mà tưới, đúng không? Nhưng mình khuyên mấy bạn, nếu mà mấy bạn thích ghép vào gỗ, tại vì ghép vào gỗ thì chúng ta có thể ngắm được những cái bộ rễ của nó, những bộ rễ nó khi nó phát triển á, tốt á, nó sẽ hồng ra ngoài rất là đẹp, đẹp hơn trồng trong chậu này rất là nhiều. Nhưng mà mấy bạn phải chịu khó là tưới nước 2 tiếng một lần. Vậy thì nếu mấy bạn mà trồng ghép vào gỗ, thích ghép vào gỗ á, để chúng ta vừa ngắm lá vừa ngắm rễ và vừa ngắm hoa, thì mấy bạn nên gắn một cái những cái hệ thống tưới tưới lan tự động. Mấy bạn chỉnh cái thời gian tưới 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng tùy theo cái môi trường mà mấy bạn sống. Mấy bạn trồng ở dưới sân sân đất sân, hay là ở trên sân thượng hay là trên ban công, thì bạn phải tăng cường cái lượng nước tưới để giúp cho cây lan của chúng ta đầy đủ nước, thì lúc đó nó sẽ phát triển tốt hơn. Của mình thì mình cũng mới gắn cái hệ thống tưới lan tự động thôi, nhưng mà mình mới gắn được khoảng có tháng rưỡi à, nên cái cây lan của mình nó chưa kịp phục hồi. Thì như cây lan này thì mấy bạn thấy là nó rất là tốt rồi ha. Rồi đó là cái vấn đề mà tưới nước để giúp cho cây lan của chúng ta tăng thêm cái độ ẩm. Còn nếu như mà mấy bạn không có cái điều kiện, hay là không có cái không muốn gắn thêm cái hệ thống tưới tưới lan tự động á, thì bạn có thể áp dụng cái phương pháp này cũng rất là hiệu quả, và phương pháp này là một phương pháp cũ thôi các bạn. Với mấy bạn sẽ dùng những chiếc khay khay nhựa như thế này nè, người ta bán rất là rẻ, khoảng 40 ngàn một cái khay rất là to. Thì mấy bạn sẽ đổ nước vào đây và mấy bạn kiếm một cái gì đó để chiêm cái chậu lan của mình lên giống như thế này, và mấy bạn đặt cái chậu lan của mình lên đây như thế này. Thì khi chúng ta tưới một ngày, nếu mấy bạn không có thời gian thì mấy bạn tưới một ngày 2 lần được, thì tưới 3 lần. Mình đang nói là ví dụ như những cái trồng trong những cái ghép gỗ nha các bạn, thì chúng ta sẽ chế nước vào đây ha nguyên ngày, thì mấy bạn sẽ treo lên như thế này một ngày. Cái khi mà cái lượng nước dây nó bốc lên, nó sẽ làm cho cái tăng cái lượng hơi nước cho cây lan của mình, điều đó làm cũng giúp cho cây lan phát triển rất là tốt, và đặc biệt là ra thêm rất nhiều rễ trong cái quá trình mà chúng ta mới trồng lại đó các bạn. Thì như không biết mấy bạn có để ý hay không, ở những nhà vườn lớn ở dưới cái sàn của người ta lúc nào nó cũng ẩm ướt, hoặc là người ta có thể xây nước ở dưới đó. Còn mấy bạn mà trồng lan ở trên ban công á, thì mấy bạn có thể áp dụng phương pháp này giống như thế này, hoặc là cũng có thể tạo lấy những cái thùng xốp, chúng ta nuôi thả vài con cá trong đó để cho nó vừa không có muỗi mà nó vừa tăng cái độ ẩm trong cái môi trường sống của cây lan của mình, điều đó nó sẽ giúp cho cây lan của mình tốt hơn. Và cái đến là cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là cái vấn đề tưới phân cho cây lan của mình. Những cái cây lan mà trồng trong chậu như thế này thì chúng ta sẽ có chế độ tưới phân khác so với những cái cây lan trồng ở trên ghép gỗ nha các bạn. Tại vì sao? Đối với những cây lan trồng trong trong chậu có nhiều giá thể như thế này thì chúng ta sẽ tưới một năm tưới phân á, thì mấy bạn sẽ pha với tỷ lệ ví dụ như 30 10 10, thì mấy bạn pha với tỷ lệ 1 gram cho 1 lít rưỡi nước đến 2 lít nước. Ở nhà sản xuất thì người ta khuyến cáo là 1 gram pha cho 1 lít nước, nhưng mà mình khuyên mấy bạn nên pha loãng cho một tí xíu để chúng ta tưới, và tưới thế nào khoảng 5 ngày, 5 ngày đến 7 ngày thì chúng ta tưới một lần. Còn đối với những cây lan mà ghép trên trên gỗ như thế này thì mấy bạn sẽ pha phân cũng loại phân đó 30 10 10 hoặc là 20 đều. Mấy bạn sẽ pha với tỷ lệ loãng hơn, 1 gram pha ra 3 lít nước, và các bạn sẽ tưới phân 2 ngày 3 ngày chúng ta tưới một lần. Xen kẽ thì chúng ta tưới nước bình thường. Tại sao mình nói là cái trồng trong cái chậu như thế này thì chúng ta tưới hưa hơn là trồng trong ghép gỗ? Tại vì khi mấy bạn trồng trong những cái chậu như thế này nè, có nhiều giá thể mà mấy bạn tưới nước 2 ngày 3 ngày mấy bạn tưới nước một lần á, thì những cái lượng phân bón đó nó còn tích tụ trong những cái giá thể này, đặc biệt là những cái vỏ hông vỏ lộn, đặc biệt là những cái vỏ dừa hoặc là những cái rong rừng á, nó hút
và nó giữ cái lượng phân bón đó. Nếu chúng ta tưới thường xuyên quá, 2-3 ngày chúng ta tưới một lần, thì nó sẽ rất dễ làm cho những cái đầu rễ non, những cái đầu rễ non giống như thế này bị hung lại do bị quá liều phân. Điều đó nó cũng ảnh hưởng rất lớn đối với cây lan. Còn khi mà mấy bạn trồng trong ghép trên gỗ như thế này, thì bạn pha loãng ra 1 gram khoảng 3 lít 4 lít nước vị cũng được, 2 đến 3 ngày chúng ta tưới một lần. Tại vì trên đây thì nó không có giữ lượng nước nhiều, một ngày chúng ta tưới 3-4 lần nước. Khi các bạn xịt phân lên đây thì nó chỉ hấp thụ khoảng vài tiếng đồng hồ, xong rồi các bạn tưới nước tiếp, thì những cái lượng phân đó nó sẽ trôi đi xuống hết, nó không có còn để lưu trữ trong trong cái phần gốc lan như như trong cái chậu này của mình nữa. Thì các bạn phải trồng trong những cái khúc gỗ hay này thì mấy bạn phải tưới phân thường xuyên hơn nhưng mà loãng hơn, tại vì mình tưới đậm đặc quá thì cũng không được, tại vì mình tưới quá thường xuyên thì mấy bạn phải pha cho nó loãng ra thêm hơn so với như mà những cái chậu lan mà trồng trong trong chậu như thế này nha. Thì của số một mình hôm nay chỉ chia sẻ mà một chút xíu cái kinh nghiệm mà trồng những cái lan đơn thân dễ gió thôi, cho mấy bạn, đặc biệt là các bạn trồng lan trên ban công có thêm tí kinh nghiệm. Nếu các bạn thích trồng trên gỗ, ghép gỗ thì sẽ có cách chăm sóc giống như mình nói, như thì bạn cứ xem lại trong vườn của mình những cái cây lan mà trồng cho ghép trong gỗ giống như thế này, thì những nếu các bạn trồng thì bạn so sánh thử rồi bạn sẽ biết ha. Cái này là ông anh cái vườn lan là anh chỉ cho mình thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm gì mà mới, cũng là một kinh nghiệm cũ thôi nhưng mà rất là hay, mình thấy rất là hợp lý và mình đang áp dụng, và mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn để cho các bạn mà yêu những cái dòng lan đơn thân giống như thế này nè, thì chúng ta có thêm cái kinh nghiệm sớm để giúp cho những cái lan của mình nó phục hồi một cách nhanh chóng nhất có thể. Rồi thì giờ có thể mình xin chia sẻ tí xíu kinh nghiệm, nếu bạn thấy hay và hợp lý thì hãy cho mình xin một like ha. Còn nếu mà có ý kiến nào khác hay hơn nữa thì có thể comment bên dưới video để chia sẻ kinh nghiệm thêm cho mình, cũng như mấy anh em mà yêu thích cái dòng lan đơn thân dễ gió như giống như Ngọc Điểm, Hoàng Nhạn hay là những cái dòng lan nào khác ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.